ơi, em thấy Quý chưa Mẫn? Em nói với cô là Quý ở đây mà, sao giờ em nói không phải? Thôi mình đi chỗ khác đi cô, ở đây không có. Nè, Mẫn có chuyện gì giấu cô hả? Không có. Vậy để cô đi tìm Quý. Cô, cái gì vậy? Em nói là không có ở đây mà. Nhưng mà em giấu cô cái gì đúng không? Nhìn thái độ của em kìa. Ra ra, để cô. Lô cô Hiền hả? Em mới biết á, là mẫu đục tựa là tiểu phẫu của cô là vẫn được học lái máy bay á cô. Thì vậy hả Mẫn? Vậy thì tốt quá. Dạ trời ơi, lúc trước khi mổ em mới được nhận thông tin đó, mừng ghê luôn á. Vui cô hả? Ừ. Ủa nhưng mà Mẫn ơi, cô nhớ là lúc trước á, em nói với cô là em thích làm công an mà. Sao bây giờ em thích làm phi công hả? Trời, thì lúc đó em thích làm công an, nhưng mà em nghĩ lại là làm phi công hợp với em hơn. Mà giữa trường công an lại phi công á cô, thì cái nào tốt hơn cô? Cô thấy học trường nào cũng tốt hết. Làm công an á, thì rất là bảnh, mà làm phi công thì cũng bảnh luôn. Mạnh Mẫn nè, cho dù là học trường công an hay là học trường hàng không đi chăng nữa, thì em cũng phải cố gắng học hành đàng hoàng chăm chỉ biết chưa. Không có được lo quậy phá như ngày xưa nữa. Giờ sao? Làm gì? Gì? Nè. Vô. Thôi, thôi, thôi. Dừng lại cho cô. Hai em làm cái gì vậy? Hả? Dừng lại cho cô. Nè. Có nghe cô nói gì không? Nè. Hai em làm cái trời gì vậy? Nè. Có nghe cô nói gì không? Dừng lại. Nè. Thôi mà. Nè. Hả? Cái đứa này. Làm cái trò gì hả? Còn mấy em nữa. Lớp học ở lại cái chợ. Về cho ngồi ổn định cho tôi. Dạ. Suốt ngày quậy phá vậy hả? Có tin xuống sân trường nhảy cốc mấy vòng vòng không hả? Ngồi đàng hoàng cho tôi. Ghế đâu? Ngồi ngay ngay đây. Học sinh mình sách vở vậy hả? Lượm lên. Xin lỗi cô tiếp tục đi.
Cô. Cô liên lạc được với thằng Quý chưa? Cô gọi điện thoại ở nhà luôn rồi nhưng mà cũng không ai bắt máy hết. Cái gì vậy ta? Em nghĩ là chắc nó bỏ nhà đi bụi luôn rồi cô. Cái gì? Đi bụi hả? Đi bụi rồi ở đâu? Ăn uống sao? Làm sao? Cô yên tâm đi. Để em thử tìm hiểu coi sao. Mà em có nghe nói á, là nó đang giao du với cái đám nào ngoài trường á, cứ hay tụ tập suốt ngày đi ba, rồi xong lại cuối tuần dồn lại về nhà của cái thằng đó chơi nữa. Là ai? Đi qua nhà ai chơi nữa? Em cũng không rõ nữa, em chỉ nghe đồn là cái thằng đó nhà nó dưới quê, ba mẹ của nó mua nó căn nhà ở trên này để học nè, xong rồi tụ tập qua đó. Thiệt tình mấy đứa này không tốt chút xíu nào hết. Cô với chú em chia tay rồi. Cô còn giữ tấm hình nữa làm cái gì? Cô phải bỏ đi chứ. Mẫn nè, nếu như mà em có tin tức gì của Quý thì em báo với cô nha. Dạ. Mẫn hả? Em vô đi. Dạ. Em tự nhiên nha. Khách nữa thì rót nước uống nha. Ê, kêu taxi vô đi Mẫn. Dạ rồi rồi. Cô ơi, điện thoại của em hết pin rồi, em mượn điện thoại cô nha. Em lấy đi. Mẫn có bạn gái rồi hả? Nè, có lo học hành không mà lo có bạn gái vậy? Hả Mẫn? Đi đi cô, trễ giờ rồi. Cái gì? Nè, có chưa nói không ạ? Đợi cô với. Nè, Mẫn. Mẫn, đợi cô. Vụ gì vậy? Mẫn.